Thật sự là ngày hôm nay thì em đến đây là do là có một chị đối tác cũng hợp tác với trong cái buổi ngày hôm nay đang cũng có mời em đến. Thì bên cạnh đó em cũng rất là thích nghe nhạc của BTS. Thì em cũng tranh thủ lịch trình của mình để đến đây tham dự cùng với mọi người. BTS có đi Việt Nam là một tên nhóm nhạc này. Dạ có ạ, Trung Quốc. Chúng ta ở đây mình hay nghe bài hát nào của nhóm nhạc? Bình thường thì bài hát thì em nghe của Sugar hơn. Dạ, nhưng mà bài đó thì tên là em nhớ nhưng mà em thích nghe. Bạn đã tham khảo qua cái menu của món thức uống cà phê này chưa? Bạn thích cái vị nào nhất? Em thì em chưa có cơ hội tại vì hơi khó một xíu là em bận một tí á. Nên chị mời đến thì em cũng tranh thủ em ghé qua với chị một chút. Chị Văn chia sẻ một chút về cái dự án nghệ thuật sắp tới của Thiên An. Dạ, thì sắp hiện tại bây giờ thì em đang tham gia hai bộ phim truyền hình của SCTV. Một bộ là Thủ Vai Trên và một bộ là Thủ Vai Thứ Trên. Thì hai bộ phim đều chiếu trên kênh SCTV 14 và em cũng mong rằng là mọi người sẽ ủng hộ và chờ đón cái vai diễn sắp tới của em. Thì đó cũng nhận được trái chiều cũng là điều đúng thôi, tại vì bộ phim cũng là lần đầu tiên mà em tham gia diễn xuất nên em cũng hơi còn thiếu kinh nghiệm một tí, nhưng mà đã trải qua một cái quá trình rồi thì em cũng có học thêm những cái khóa học diễn xuất ngắn hạn, thì bây giờ em cũng đã khá là tự tin hơn về cái khả năng diễn xuất của mình. Cho em hỏi cái ngoài lời xíu hôm lại MV của Giác Mới ra, không biết là em sẽ xem cơ mà thế nào có thể nhiều người có thể nhiều chuyện trái chiều và nhắc đến thế này không có thể em cảm nhận xem. Dạ thì thật sự là do lịch trình cũng hơi khá bận nên em cũng chưa có cơ hội để thưởng thức cái bài hát đó. Cũng mong thì em thấy mọi người nói vậy thì em có chưa có nghe nhưng mà những cái đánh giá sao thì cái tên MV là Musa Mono đó. Dạ. Thì em nghĩ gì về giáp cũng ở một tầm cao mà giờ nếu mà các bạn chúng ta em thì bình thường em cũng không nghe và em cũng không có thời gian để nghe. Thì cảm ơn mọi người. Đây là cơ hội cho bạn đó. Bạn phát triển rất là nói về sự cô đơn. Dạ mọi người em chưa xem biết luôn em cũng không biết phải giờ chia sẻ như thế nào. Nhưng mà em đã có trả lời chứ. Dạ chưa. Nói chung là lịch trình phim vừa rồi là em chạy một lần hai phim lận. Nên là sáng tối là về đi ngủ nhiều để giữ sức khỏe cho sáng ngày mai. Nên cũng rảnh là gọi về cho bé ở nhà thôi. Ngoài ra cũng không có xem tin tức nhiều. Nhưng mà không được rất là đó như cái của Thiên An với khách mời đi đến tham gia buổi họp báo ngày hôm nay. Dạ không, mọi người đừng có nhắc đến nữa. Em đến hôm nay là tham gia event của BTS và em quan tâm đến BTS thôi. Nhanh như vậy thì riêng anh đang cảm nhận như thế nào về độ quan tâm của người hâm mộ đến người nhắc đến? Thì em thấy thì em nghĩ là chắc là hay nên mọi người mới đón chờ xem vậy. Thì một tuần nữa là mấy lần trong thì chúng ta cũng là chúc mừng cho điều đó. Dạ. Cảm ơn mọi người. Một câu hỏi khá tinh tế. Khá là dài. Thật sự thì khi mà Bảo nhận được sản phẩm trên tay Bảo rất là nhiều, Bảo rất là thích rồi. Chắc chắn là Bảo sẽ có một clip riêng dành cho những cái sản phẩm này và dành cho mấy anh riêng rồi. Dạ, mấy quay của chúng tôi đi ghi lại rồi nha. Là ngày hôm nay Đài Loan Sài Gòn sẽ có một clip riêng dành riêng cho sản phẩm Qua Coffee và BTS Việt Nam. Cảm ơn Đài Loan Sài Gòn rất là nhiều. Bây giờ mời bạn đến với khu vực photo booth cũng như là khu vực trải nghiệm để mình có những bức ảnh. Mình còn nhớ cái đi game 5 triệu đồng không ha? Chắc nhìn chưa? Hiện tại bây giờ thì đã gần hơn 3.000 lượt xem rồi nha các bạn. Bạn ơi, chúng ta nhanh chóng vào trong cái stream này. Ở đây cộng đồng Ami khá là nhiều, không biết mình có thể làm quen được không? Em tưởng là một cái chương trình livestream kết hợp 4 phương gì đó. Khoan, trước khi
tìm các vị khách mời tiếp theo thì một thông tin mà Nguyệt vừa cập nhật được từ website chính thức là BTS Coffee Việt Nam Official, thì chúng tôi đã có hàng ngàn đơn hàng bắt đầu đặt rồi, cho nên là các bạn hãy nhanh chân đặt hàng cho mình, bởi vì như năm 2020 thì chỉ cháy hàng sau vài ngày thôi, cho nên ngay hôm nay chỉ sau 44 giây chúng tôi live stream thì có hàng ngàn đơn hàng đến với website rồi, cho nên các bạn hãy nhanh tay lên nha. Trong khi đó năm 2020 chúng ta thì về truyền thông thì chưa có mặt đâu, nhưng một tầm thế này thì sẽ là người dân xem live stream được không nào? Chào chị Ngay rồi. Wow, đúng là người đẹp nhất, tự nhiên mình là con gái đầu tiên mà nó cũng đọc quá trời đọc luôn, qua nhiều nhà hỏi nhà ơi, chị đọc quá. Nhưng mà chắc là có lẽ bây giờ mời chúng ta vào trong cuộc tiếp theo. Dạ. Dạ. Mời cho xin phép một tí nhé. Dạ. Có lẽ là sau khóa này mình đã không biết từng xong rồi quay qua người đẹp chúng ta, bởi vì sự phản ứng bên cạnh mình cảm thấy là nó bị nhẹ nhòa đó, thì anh Nguyệt đọc. Nhưng mà đúng là Nguyệt đứng gần An đó, chắc Nguyệt cũng tin đọc quá trời đọc luôn. Tại nãy chờ luôn quá, mời An cầm mic nha. Cũng đọc nữa. Cũng vậy hả? Sao tự nhiên khớp quá ta? Em cũng khớp. Rồi, đầu tiên thì cho anh gửi lời chào đến với tất cả các bạn khán giả đang dự sự kiện cũng như là theo dõi live stream ngày hôm nay nha. Các bạn đang xem live stream và các anh chị đang có mặt trong buổi live stream ngày hôm nay. Ngoài cái cảm xúc là hai chúng mình tự nhiên bắn tần số với nhau á, thì thôi bỏ qua anh bên, thì hiện tại bây giờ thì anh đang cảm thấy như thế nào nè? Dạ, đang thấy run ạ. Run. Còn về sản phẩm ngày hôm nay thì không biết chờ không? À, dạ rất là mong chờ, tại vì cũng có một sự hâm mộ đó với các bạn con trai. Dạ đúng rồi. Bây giờ thì mình nhắc lại luôn là cổng Real Đời của chúng ta được mở ra rồi, và từ nãy tới giờ thì mới có 45 phút thôi mà đã có hàng ngàn đơn hàng rồi, cho nên là hy vọng là em vẫn kịp bắt kịp cái thời cơ này. Không biết là mình muốn chia sẻ gì ha? Run quá, biết tại sao mọi người nãy giờ mắt An đang nhìn là post của 700 trai, mặc dù chỉ là mình và chúng tôi dựng lại thôi, nhưng mà tim An đang đọc nha mọi người. Mắt thì nhìn nhưng mà tim vẫn đang nhìn, bởi vì run quá gặp phải anh chỉ là qua poster thôi, đúng không? Rồi bây giờ thì không có lại mất thời gian An nữa, xin mời An đến với khu vực chụp hình cùng với 700 trai. Cảm ơn anh nhiều. Được, em hỏi là có được chụp với 7 chàng trai giả bộ bên kia không? Được hết nha, rồi xin mời An, xin mời là của An. Rồi, và xin chào tất cả các bạn, hiện tại chúng ta đang theo dõi livestream thì ngày hôm nay có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ giao lưu một tí trước khi mà buổi livestream này kết thúc để đến với phần quan trọng là phần họp báo sản phẩm ngày hôm nay các bạn nhé. Và những giây phút cuối cùng này thì chúng ta sẽ được nhắc lại một tí với tất cả các bạn hiện tại đang theo dõi livestream là trong phần 2 là phần tiếp theo chúng ta sẽ có một mini game cho thầy cho tất cả các bạn trong phần 20, nên các bạn nhớ là chúng ta hãy theo dõi hết livestream của phần tiếp theo nha các bạn. Trong phần nghe thì người có để thấy một khán giả để lại bình luận đó là làm sao để đặt hàng được vậy. Thì bạn ơi, lúc nãy thì Nguyệt vừa mới chia sẻ là chúng tôi vừa mới livestream được khoảng 45-47 phút, nhưng mà hệ thống đặt hàng trên website là btscoffeevietnamofficial.com đã có hàng ngàn đơn hàng rồi, cho nên chúng tôi dự là khoảng là từ đây đến ngày mai thôi là đơn hàng này sẽ bị cháy, cho nên các bạn nhanh tay tiến vào website. Mình nhắc lại website một lần nữa ha, là www.btscoffeevietnamofficial.com, cho nên các bạn nhanh chân bước vào website để đặt hàng nha. Và nếu mà các bạn không có nhớ được cái đường liên dẫn thì các bạn có thể nhấn vào cái